Ủa dạ nha, thì trước khi vào video thì anh em dành một tí thời gian qua cái kênh Boss Gaming của mình. Đây là một cái kênh về những cái trận đấu rank cũng như là leo hạng mà mình cập nhật sắp tới nha. Đây Boss Gaming đây là cái kênh thứ hai của mình. Anh em bấm đăng ký giúp mình nha. Ok, cảm ơn anh em nha. Đây, đây là cái kênh về những cái trận đấu của mình. Đây. Đây là hoàn toàn về đánh rank thôi nha. Ok, cảm ơn anh em nha. Còn bây giờ thì bắt đầu clip nào. Ok, hello, xin chào bà con cô bác anh em nha. Chào mừng anh em bà con cô bác đã đến với channel của mình, thì mình là Boss Game TV nhịp cầu ấy. Ok, thì cái video ngày hôm nay sẽ là một cặp đấu so sánh đo lường sức mạnh của hai cái vị tướng nha bà con ấy. Thì theo yêu cầu của vị tướng ngày hôm nay, anh em ngày hôm nay đó chính là Mina và Alan Kirito của chúng ta nha bà con ạ. À, đó sẽ là cái cặp đấu ngày hôm nay của hai cái vị tướng này. Thì để coi hai cái vị tướng này ai sẽ chiến thắng trong cái trận đấu so sánh đo lường ngày hôm nay nha. Anh em có yêu cầu ý tưởng gì mới thì nhớ comment bình luận bên dưới cho mình làm nha bà con ạ. À, ok, thì Mina sẽ thử trước bà con ạ. À, trời ơi, trận đấu ngày hôm nay gì đâu mà nó cháy logic dữ bà con ơi. Đỡ đòn solo với đấu sĩ, trời ơi, phi logic đi ghê bà con, nhưng cũng có cảm thấy rất là phù hợp luôn bà con ạ. À, Mina của chúng ta là một trong những cái vị tướng Mina mà ở support mà có thể đi top rất là ok luôn bà con ơi. Xét hơn chuẩn đến từ cái nội tại siêu một của nó, trời ơi, tao phải nói là chặt bao phê bao tay luôn anh em ấy. Ok, thì ngày hôm nay thì nó sẽ thử trước luôn bà con ạ. À, cô gái của chúng ta Mina cầm lượng hai thằng chết sẽ thử trước ở round 1 luôn, để coi Mina sẽ mấy giây thời gian mà có thể solo với thằng Allen này bà con ơi. Mina cũng là một cái vị tướng gì đó rất chi là lợi hại luôn nha, chứ mà hiện giờ đâu anh em ơi. Ok, thấy nó chặt chưa? Ở Mina của chúng ta mà cầm cây lưỡi hái như này thì thứ gì mà chưa nổi em ơi. Trời ơi, tôi mong trời sức mạnh của Mina quá, giết luôn, giết thành luôn. Mấy giây đây? Trời ơi, sức mạnh như này mới phải là của Mina chứ. Chỉ với 21 giây thời gian thôi thì Mina của chúng ta đã hoàn thành xong cái nhiệm vụ ở round 1 rồi bà con à. Round 1 thì là cái round không có đầu thì anh em đã biết rồi đúng không? Coi đo lường mình nhiều chắc anh em đã biết rồi đúng không? Trời ơi, Mina 21 giây để coi ngay lên mấy giây đây bà con ơi. Cái kèo ngày hôm nay nó phi thực tế phải đấy bà con à. Trời ơi, nhân cũng gắt gì về này nọ nha. Tiếp theo sẽ là Alan. Vẫn là Alan ở round 1 nha con. Ok, vẫn là Alan ở gâu 1. Đây, để coi Alan khi giết được thằng Ten bên kia sẽ mấy giây thời gian ở gâu không có đồ đâu con à. Vẫn là Alan ở gâu 1 nha. Hồi nãy là Mina là nó 21 giây đó ra mày. Cố lên chút nghe chú hai. Mày ơi, đối với cái sức mạnh của mày, mày cố lên như thế này là tao thấy mày quá là mạnh luôn. Để coi cái sức mạnh của mày khi cố lên sẽ mấy giây thời gian đi Alan ơi. Tao nghĩ là mày cũng rất là mạnh đó Alan à. Ok, thấy sức mạnh của mày đi. Đấy, ok, nhập xét quá đỉnh luôn. Quá đỉnh cao rồi chú mày ơi. Chặt như đúng rồi luôn nào. Cái kèo solo ngày hôm nay theo cầu ý tưởng của anh em nha. Trời ơi, quá là khùng luôn bà con ơi. Trời ơi, trời, anh em video trời ơi trời, 15 giây cũng sắp xỉ gần cái bên đó chứ. Ý tưởng hay bà con. Trời ơi, chỉ thua có 6 giây thôi. Nhưng cả chiến thắng ở round 1 của chúng ta ngày hôm nay lại là thánh hắc của chúng ta bà con à. Thánh hắc này không khi nào là không thắng hết cho bà con ơi. Round 1 1-0 nghiêng về Adelaide ở round 1 giờ đầu tiên nha bà con à. Trời ơi, thánh của chúng ta round 1 win bà con ơi. Round 1 auto win nghiêng về Allen nha anh em ấy. Trời ơi, như này là quá rất si và này nọ luôn em ấy. Ok. Tiếp theo sẽ là round 2 nha. Tiếp theo sẽ là round 2 thì để coi Mina sẽ chuột lại lỗi lầm của mình ở gâu 1 như thế nào đây. Hồi nãy là cô nàng của chúng ta thua không không có điểm nào rồi đó. À, lần này có một điểm rồi đó cô gái ơi. Cố lên xíu nào cô gái. Cố lên xíu để tăng sức mạnh nào cô gái à. Cố lên để tăng sức mạnh của mình xíu nào đi nào cô gái. Ok, để con Mina sẽ mấy giây thời gian nha anh em ơi. Ok, bắt đầu khá là đơn giản thôi anh em à. Dì dùng một thanh kiếm phức hợp kiếm xung đầu bộ táp nanh và một cây cung xanh nha. Đấy, ok, để coi Mina sẽ mấy giây thời gian ở cái bộ đồ full này đây. Then nó cũng full đồ thôi. Ok, để mấy giây trước cái nha. Trời ơi, chặt kèn ngàn mấy chiếc mạng luôn, rất là tệ nha.
bẹp nào bẹp nào, trời ơi, chí mạng như vậy là phải chuẩn, chí mạng như vậy với sức đăng chuẩn là phải chuẩn bà con ơi. Chỉ có 11 giây thời gian thôi thì đã hoàn thành rồi. Trời ơi, trà Mina đúng là ở gâu 2 full đầu, đúng là lột xác hoàn toàn bà con ơi, 11 giây nha. Anh em bà con ghi nhớ rồi đó nha, ghi nhớ nha anh em ơi. Tiếp theo sẽ là Alan Kirito của chúng ta, Thánh Hắc Game nha bà con ơi. Ok, để coi nó sẽ mấy giây nha. Bùi động u như kỹ y như cũ đó bà con ơi. Thánh kiếm, phức hợp kiếm, nanh, xong đầu bảo táp và cây cung màu xanh. Đó, ok. Thì để coi gâu 2 Alan sẽ mấy giây đây. Hồi nãy con Mina là 11 giây đó nha. Để coi mày nhiêu giây đây. Ok, nè bà con có bác đang xem video, nhớ cho mình một like, một đăng ký kênh và chia sẻ video này giúp mình nha bà con. Cảm ơn em bà con cô bác rất là nhiều nha. Còn bây giờ thì để sức mạnh của Alan để coi sự phán xét của thằng Thánh nào. Rồi ơi, Alan là một cái vị tướng siêu mạnh luôn bà con à. Không bao giờ vừa đâu nha. Ok, để coi sự phán xét của thằng Thánh nào nè em ơi. Anh em bà con cô bác đang xem video nhớ cho mình một like, một đăng ký kênh và chia sẻ video này thiệt là nhiều giúp mình luôn nha bà con à. Rồi anh em nha. Trời ơi, chặt còn hơn là máy bay nữa bà con ơi. Trời ơi trời, máy bay chạy phản lực cũng không nhanh bằng cái tốc độ của Alan khi dưới đường thế bên kia nữa. Chỉ với 5 giây thôi bà con ơi, còn ai cô nàng Mina của chúng ta 11. Trời, đâu thua gần bằng gấp đôi bà con ơi. Vậy là 2-0 nghiêng về Thánh Hắc Game Alan của chúng ta nha. Trời ơi trời, Mina ơi là Mina, đúng là cái kèo ngày hôm nay phi logic thật anh em ơi. Trời ơi, người ta 2-0 rồi đó cô gái ơi. Trời ơi, người ta 2-0 rồi đó, đây coi gâu 3 tiếp theo ai sẽ win đây. Tôi nghĩ là Thánh Alan, Thánh Hắc nữa coi bà con ơi. Bởi vì Thánh Hắc của chúng ta quá là hắc luôn bà con à. Mina bên bên không lại bà con ơi, cái trận đấu ngày hôm nay coi như là cái trận solo so sánh vui đi bà con à. Đấy, 3-0 nghe về Alan nha. Trời ơi, ý tưởng của anh em thú vị phết nha. Trời ơi, trời, ý tưởng gì đâu mà tôi nói thiệt. Nó phi lưu dích bà con ơi, nhưng cũng rất là thú vị nha, coi như là thí nghiệm vui á. Ok, so sánh cái trận này, nhờ trận này mình mới biết đúng không? Nhưng hai cái tướng này solo quánh nhau thì chưa biết ai win ai nha. Đấy, ok. Anh em muốn mình đo lường cái cặp đấu hoặc là cái so sánh những cái trận đấu nữa thì nhớ cái mình bình luận mình giúp mình nha bà con ơi. Alan ngày hôm nay 3-0 rồi. Anh em và cô quét anh xem video nhớ cho mình một like, một đăng ký kênh và chia sẻ video này giúp mình nha. Hẹn gặp lại anh em trong những video kỳ sau nha bà con ơi. Nhớ đăng ký mình thiệt là mạnh giúp mình vào like thiệt là nhiều giúp mình luôn nha bà con à. Ok, cảm ơn anh em bà con nhá. Yeah, hẹn gặp lại anh em. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Hãy ủng hộ mình bằng cách like, subscribe và chia sẻ với mình nha.